Chào mừng các bác đã tới với cửa hàng xe đạp cổ Peugeot Phương Chun. Địa chỉ cửa hàng em ở xã Cẩm Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Hôm nay em có thời gian em lại tiếp tục quay trực tiếp tại cửa hàng để các bác có thể ngắm được xe của nhà em. Các bác nhá. Xanh Coban thì em đang có 2 con, để các bác lựa chọn. 42 triệu một con các bác nhá. Còn Coban đợt trước em đã bán hết sạch rồi, mới về 2 con hôm nay. Báo giá luôn cho các bác 42 triệu một con. Các bác thích lấy con nào thì lấy. Đời 78 các bác ạ, đời 78. Tem trước là con tem dán các bác nhá. Trước là con tem dán này. Xe là đầy đủ đồ rồi các bác ạ. Các bác cứ mua xong em sẽ lắp đầy đủ chuông. Các bác nhá, em sẽ lắp chuông, bơm, con ngoài cùng em sẽ lắp thêm bơm và tặng cho các bác hai cái túi đeo yên. Đấy là giá 42 triệu các bác nhá, 42 triệu một con. Các bác thích lấy con nào thì lấy. Đấy. Tiếp theo em sẽ lên cho các bác một con xe nam cổ rụt phanh treo các bác nhá. Con này em đang bán cặp với một con trên nhà, giá là 205 triệu một cặp các bác nhá. Các bác mua lẻ em cũng bán thì các bác cứ điện hỏi giá là em sẽ trả lời. Em đang có cái con nam cổ trung này các bác nhá. Đang có một con nam cổ trung 40 triệu con nam cổ trung 650 các bác nhá. Hai con xe nam này thì đều là 650 hết. Tiếp theo là em sẽ lên cho các bác một con C700. Con này là cổ trung các bác ạ. Giá là 35 triệu một con. Đấy. Còn con màu cà rốt này là 25 triệu các bác nhá. Con màu cà rốt này thì là 25 triệu xe nam 700. Đấy, con này cũng là 25 triệu các bác nhá, màu da đồng. Con đỏ đun. Em đang có hai con đỏ đun. Các bác nhá. Một con 28 triệu và một con 25 triệu. Tiếp theo là con xanh. Con xanh này là size 700, 20 triệu các bác nhá. Con 74 này da đồng. 74 da đồng này là 28 triệu. Cũng là xe 700 này các bác ạ. Còn hai con trắng 650 này thì 35 triệu một con. Các bác thích lấy con nào thì lấy. Em chưa có thể nhấc được ra ngoài để quay chi tiết từng con một thì em cứ báo giá như thế này để bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ vào trực tiếp tại cửa hàng mà mua. Thì các bác nhắc ra các bác xem kỹ. Các bác xem từ cái vành đến cái ốc thì các bác cứ xem thoải mái luôn. Thì hàng nhà em này em đảm bảo rồi, em bán hàng có bảo hành rồi các bác ạ. Xe thì càng ngày càng hiếm rồi các bác ạ. Để tìm được những cái con đẹp thì các bác phải nhanh lên, nhanh thì các bác sẽ mua được xe đẹp. Vì các bác cứ chậm là càng ngày xe nó càng đắt vì cước nó cũng cao. Mà hơn nữa là cũng chả có xe từ Pháp để mà mua nữa. Vì tìm mãi thì cũng phải hết thôi các bác ạ. Đấy. Còn màu xanh ngọc, bích các thứ là em bán hết rồi. Rút sắt màu đỏ đun em cũng bán rồi. Đây à, em mới về được con rút sắt trắng đây. Có một con rút sắt trắng đợt trước thì bán lâu rồi, nhiều bác hỏi. Thì hôm nay mới về được một con trắng nữa thì bác nào ưng thì các bác vào. Con rút sắt trắng này của em là 58 triệu các bác nhá. Ngày mai rảnh thì em sẽ quay chi tiết cho các bác. Còn bây giờ thì em vừa mới lắp xong nên là chưa cọ xà phòng luôn. Sáng mai em cọ một lượt xà phòng rồi em sẽ quay cho các bác. Đấy, các bác có thể thấy này. Đấy, đang lắp xe này. Tình trạng con này em nói luôn, xe rất đẹp. Rất đẹp đấy các bác ạ. Các bác nhìn thấy tem này. Tem con xe trắng này quá đẹp luôn, rõ mồn một đấy các bác, bẩn còn chưa cọ xà phòng đâu đấy. Lau cái là nó ra mà. Đây các bác, tem cọc đứng của các bác đây. Đấy, chữ rõ mồn một luôn, cái tem rất đẹp. Xe này được cái tem vẫn còn rất là đẹp. Chữ con sư tử xịn của các bác đây. Các bác nhìn thấy con sư tử xịn chưa ạ? Đấy, có chữ made in Frank của các bác đây. Đấy, các bác nhìn thấy này. Xe đẹp lắm các bác ạ. Đấy, xe là đầy đủ đồ các bác nhá. Có chuông sư tử, chuông sư tử, đèn xoài có hình sư tử đây. Có bơm, có nịt chun theo xe. Đấy. Bác nào mua xong em tặng thêm cho một cái túi đeo yên nữa là đầy đủ phụ kiện. Đấy, bê đan là bê đan khẩu. Các bác nhá. Bê đan khẩu mía. Các bác nhìn thấy này, xe lưu kho này thì bê đan nó mới được mới rong rắc thế này. Tức là xe người ta ít sử dụng các bác ạ. Đấy các bác nhá. Các bác thể nhìn thấy những cái vết ố theo dòng thời gian này em cũng chưa có cọ đâu. Vành thì cứ bảo hành là sáng cho các bác luôn. Vành rất là sáng.
tay hồng đầy đủ, bình điện là chạy ngon, bình điện là em đấu đèn sẵn rồi, các bác thích đi đèn thì các bác đi, không thì các bác cứ để xa xa ra cho đỡ hại lốp các bác nhé. Đấy, tay hồng đầy đủ luôn, tay đồng là tay hồng, là tay hồng chữ chữ này là chữ u đắc, em nhìn cái chữ cho các bác này. Đấy, chữ này là chữ u, các bác nhìn cái chữ chưa. Những xe đời cổ này thì là cái tay hồng là chữ này là chú khu rắc rắc cái gì đó. Sắt trắng này tay hồng là tay hồng hu led các bác nhá, chữ hu led này. Đấy, chỉ có những đôi 7980 thì người ta mới lắp tay hồng chữ H thôi. Đấy, các bác nhìn lưu ý giúp em, bác nào ưng con màu trắng này hợp mệnh kim thì các bác chốt cho em rút sắt khóa cổ màu trắng. Ngày mai em sẽ lên sóng riêng một video mới. Con này được cái yên đấy các bác, bố em của nó là như mới cứng luôn, nguyên bản nguyên zin này các bác, chưa đánh xi gì luôn mà nó đẹp như thế này. Con này đẹp lắm các bác ạ, rất đẹp, 58 triệu các bác sẽ chốt được. Con nào chặt con rút sắt trắng này là áo nhôm hai chọc chỉ giữa màu đen các bác nhá, áo nhôm chưa méo chưa móp chưa nhăn, rất đẹp luôn. Cái xe nó đẹp chắc chắn như thế này mà nhiều bác bảo đi xe Bozo sướng quá, nhẹ quá, không đơn giản, tự dưng Bozo nổi tiếng đâu các bác ạ, nó phải có lý do của nó rồi, đi vào huyền thoại rồi các bác ạ, vừa đẹp vừa nhẹ. Theo dòng lịch sử mà xe bao nhiêu năm mà nó vẫn đẹp như thế thì các bác phải biết rằng là các bác phải biết rằng là xe rất là giá trị, ai cũng mong muốn sở hữu một con, đúng không các bác. Đây con màu hồng cánh sen của rủ phanh treo của em đây. Bác nào mà có vợ hay đi lễ chùa hay là các bác hay đi cà phê, các bác mua cho vợ con này hay là các bác đi cũng được. Cổ rủ phanh treo các bác nhá, rất hiếm đấy, là cái màu hồng cánh sen mà xe đẹp lắm các bác ạ, xe rất là đẹp luôn. Đấy thì chiều đến là các bác đi cùng vợ cà phê cà pháo là rất là đẹp luôn đấy các bác ạ, hay là đi dạo phố đấy các bác. Ốc exi là vẫn còn nguyên bụi tay luôn, sơn con này đẹp kinh khủng các bác ạ. Con này phải nhìn ở ngoài các bác mới thấy đẹp được, còn qua hình ảnh thì nhìn cái màu nó không được rõ cho lắm. Đấy các bác nhá, cá vàng nhà em cũng đang rất nhiều cá vàng đẹp, lát nữa em sẽ lên tầng 2 em quay cho các bác, toàn siêu phẩm cho các bác ạ. Các bác nhìn này, xe rất là đẹp luôn. Con này thì là 100 triệu các bác ạ. Cái cá vàng cho các bác, rất nhiều xe đẹp các bác ạ, rất cửa hàng rất nhiều xe. Đây em sẽ đi lên tầng 2. Nhiều khi xe đẹp phải cấp bảo quản cẩn thận lắm đấy các bác ạ, chứ không phải là em đây các bác ơi, lên cho các bác tầng 2. Em bán hàng em nhìn em còn choáng chứ không nói gì các bác. Em bán hàng em nhìn em còn lóa hết mắt các bạn, không biết chọn con nào, đúng không các bác? Nhưng các bác yên tâm đi, vào tới cửa hàng nhà em là sẽ mua được xe, rất nhiều xe đẹp luôn các bác ạ. Bao nhiêu cá vàng đẹp ở bên Pháp, ở bên đất nước Pháp thì em đã mang về cửa hàng nhà em rồi, để chỉ để phục vụ các bác Việt Nam chơi những xe đẳng cấp các bác nhá. Chơi những con này mới xứng đáng đồng tiền bác ạ, bát gạo các bác ạ. Không phải đương dưng mà nó được đi vào huyền thoại đâu các bạn. Ngày xưa các cụ đó câu rồi, một yêu anh có Seco, hai yêu anh có Bozo cá vàng. Thì các bác phải biết, cá vàng nó đi vào huyền thoại và nó đẳng cấp rồi, vì màu nó đẹp các bác ạ. Màu này ai cũng thích, ai cũng thích các bác ạ. Nhìn là thấy sang rồi. Bây giờ nhìn đi cái ô tô, cái xe máy ra đường không ai nhìn các bác ạ, nhưng mà riêng đi con Bozo cá vàng ra đường rất nhiều người nhìn và xin chụp ảnh. Đấy các bác, nhìn xe nó đẹp như thế này. Con nào của em cũng mới trong rắc nhá các bác nhá, vì toàn là hàng lưu kho em tuyển chọn rồi, xuất sắc xuất của nó mới còn được tầm 98% đấy các bác ạ. Cổ rụt phanh tre em cũng có, cổ chung em cũng có các bác nhá. Các bác nhìn thấy em xếp sóng xà này, các bác nhìn những cái yên cũng đã mới trong rắc rồi, xe thì đầy đủ đồ luôn, không thiếu một cái gì cả. Đấy, chữ chiếc là còn ngon các bác nhá, chữ tem tiếc là còn đẹp còn ngon, vành toàn vành sáng trưng luôn, toàn vành Zida các bác nhá, vành Zida sáng trưng sáng quốc của các bác, đầu điếc là sáng rồi. Đấy các bác vào thì em là sẽ có nhiều lựa chọn. Em đang có cả những con mic cổ chung cũng như là mic cổ rụt để phục vụ các bác. Bác nào thích mua xe mic thì em cũng ok luôn, có mic để phục vụ các bác. Xe mic thì sẽ dao động giá từ 40 đến 45 triệu tùy với tình trạng xe,
Tại vì cửa hàng đang có 4 con, 2 con cổ rụt, 2 con cổ trung. Các bác nhá, các bác vào chọn con nào được chọn, giá từ 40 đến 45 triệu đấy là xe mix. Còn những cái xe nữ 650, xe nữ Bozo 650 cá vàng đời 78, 79, 80, nhà em đang có những cái xe 650 ba đời ấy thì giá nó sẽ dao động, con rẻ nhất là 55 triệu các bác nhá. Còn thì có những con 85, 100, 150, 200 em cũng có các bác nhá. Tiền nào của nó em nhắc lại là phải nhắc lại như thế. Vì không phải đương dưng mà xe nó lại có cái giá đó đâu các bác. Các bác phải đến trực tiếp tận nơi. Không thì các bác cứ tin tưởng em. Em toàn quay video từng riêng từng con một đấy. Các bác thích con nào thì các bác bảo em. Cứ điện cho em chuyển khoảng 100% em sẽ ship xe đến tận nhà cho các bác nhá. Các bác ở tỉnh xa thì em sẽ chuyển xe khách mấy tiếng đồng hồ là các bác nhận được. Còn những bác ở Hà Nội thì chuyển khoảng 100% một tiếng là em mang xe đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy các bác nhá. Xe rất là đẹp các bác ạ, chỉ cần các bác thích con nào thôi. Duy nhất cửa hàng đang có một con chéo 8 đỏ run các bác nhá. Duy nhất cửa hàng đang có một con chéo 8 đỏ run. Con này là 95 triệu các bác ạ, 95 triệu là các bác sẽ chốt được. Con này yên khá là mới các bác nhá. Có túi đeo có chữ này. Đầu liếc của nó cũng sáng. Chuông là chuông cổ. Đấy, chuông cổ các bác nhá. Giờ trước về được con chéo 8 đỏ run nào thì em bán hết sạch. Đấy, thế nên bác nào đang tìm chiều 8 đỏ đun thì các bác phải vào nhà em ngay. Vào nhà em ngay thì các bác sẽ còn vào mua được xe. Vành thì quá sáng rồi. Áo là áo lốp đấy các bác nhá. Áo lốp đấy. Đấy, lốp và lốp béo 44. Pê đan khổng mía. Đề sim lếch đỏ. Má phanh là chưa mòn vì hàng lưu kho. Tay nắm với cái chuông là cùng màu với nhau. Đấy các bác, nhưng con mic này cũng đẹp này. Đây, con phanh gầm đỏ đun thì đời cổ này, con đời 54. 54 mà được cái màu như thế này là đẹp xuất sắc đấy các bác ạ. Em sẽ giới thiệu một video chi tiết riêng cho các bác về con phanh gầm đỏ đun này, mới về chưa lắp xong. Đồ đạc nhà em còn rất nhiều. Đấy các bác nhé. Các bác có thể thấy này. Nhà em luôn sẵn đồ để phục vụ khách nhà em. Thế nên là các bác cứ yên tâm. Các bác cần đồ món gì em cũng có. Đấy các bác ạ. Đầy đủ cả. Đấy các bác ạ, dạo này xe còn nhiều, chưa kể trên kho. Một ngày cứ lắp vài con là bình thường, một ngày cũng bán vài con là chuyện bình thường các bác ạ. Các bác ở tỉnh cũng về nhà em rất là nhiều. Cảm ơn các bác là đã tin tưởng ủng hộ. Vì các bác bảo không tìm được một cái cửa hàng nào ngoài cửa hàng nhà em. Cả khu vực miền Bắc hạ vào, em khẳng định luôn chỉ có một mình cửa hàng xe nhà em. Vì bố em chơi xe cổ từ rất là lâu rồi các bác ạ. Còn bây giờ em mới nối nghề của bố em. Thế nên em mới lên sóng để phục vụ các bác. Đấy các bác ạ, thế nên các bác mới biết đến nhà em. Đấy, giờ thời đại 4.0 là biết nhau qua điện thoại rồi. Thì các bác tìm cũng rất là nhanh. Đây các bác, con da đồng này của em là 45 triệu này, đẹp lắm. Con này rất là đẹp luôn. Bác nào mà thích xe nam 650 các bác nhá. Màu da đồng. Em có thời gian em sẽ lại quay riêng một con cho các bác. Còn lên đây em cứ báo giá thôi. Đây con ngoài này cũng là 45 triệu. Cổ nó sẽ cao hơn một tí nhưng mà cũng là xe 650. Thì các bác thích lấy con nào thì lấy. Đấy các bác ạ, vành viếc này. Bảo quản xe kỹ hơn là bảo quản một món đồ. Đấy em bảo quản rất cẩn thận các bác ạ. Trưng xe, quý xe lắm, yêu xe lắm các bác ạ. Yêu lắm mới làm được cái nghề này đấy các bác ạ. Chứ cũng vất vả lắm các bác. Làm lúc ăn cơm cũng 2 giờ chiều mới ăn cơm vì các bác khách đến mua xe thì bọc các thứ cẩn thận mua bán xong đoàng hoàng nhắc lên xe cho các bác. Đấy thì mới vào ăn cơm. Tối đến thì cũng phải lắm hôm 9 giờ tối mới được ăn. Rất là bận các bác, bán rất là bận. Tại vì ngoài cái công việc đam mê buôn xe này thì nhà em còn làm nhiều việc khác. Nhà em làm nghề xây dựng các bác ạ, chứ không phải là buôn mỗi xe không. Đấy bác nào có nhu cầu xây nhà, xây cửa, nội thất, trang trí hay là muốn cải tạo. Nói chung là các bác muốn đẹp, làm nhà đẹp thì cứ liên hệ cho em. Các bác nhá, cứ liên hệ em. Em sẽ tư vấn tận tình cho. Thậm chí bác nào làm nhà xong cứ để nhà em làm thì các bác yên tâm, em sẽ tặng các bác một con xe. Đấy, cứ làm nhà là tặng xe các bác nhá. Đấy các bác ơi, tình trạng thì em quay rồi. Xe rất là nhiều và đẹp luôn. Thế nên bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho em. Cửa hàng là mặt đường các bác nhá, địa chỉ là xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Đấy, từ Bixi Thăng Long về nhà em là 19 cây số rồi các bác biết rồi. Chúc các bác là thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bác đã xem video của em.